xa quê đã hơn 30 năm, lưu lạc nổi trôi khắp bốn phương trời. Nay bà muốn về thăm làng xóm và họ hàng. Ông ơi, con về cùng ông nhé. Hai ông cháu về đâu ạ? Yên Mỹ, Hương Yên ạ. Ông ơi, quê mình có đẹp không ạ? Quê mình đẹp lắm con ạ. Không biết bây giờ mọi thứ thay đổi ra sao. Tôi luôn tự hỏi, tại sao mình phải sinh ra ở mảnh đất này? Vô vị, buồn chán và tầm thường. Ai cũng an phận, không ai đặt câu hỏi sẽ ra sao nếu tôi phải sống mãi một cuộc đời tầm thường. Được rồi, mình nhất định phải đi. Tôi không nhớ vì sao mình ra đi, nhưng điều gì đó đã thôi thúc tôi quay lại đây. Cảnh vật không còn như trong ký ức. Có quá nhiều thứ đổi thay khiến cho tôi không nhận ra. Thế mày còn có cái ý định đấy được không? Thôi mà ông. Tao nói cho mày biết, mày mà bước chân ra khỏi nhà này thì mày đừng có gọi tao bằng. Còn... Con ơi. Con ơi, con đừng đi. Con đừng đi con ơi. Mẹ chỉ có một mình con thôi. Tao của con Dũng. Mày đi về. Rồi con à. Dường như vẫn còn điều gì đó vẹn nguyên. Ai kia ạ?
Như ai đó từng nói, có hàng ngàn lý do để ra đi, nhưng chỉ có một lý do để trở về. Quê hương.